Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 75, ngày 19, bài cầu nguyện chung, lời kết. Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 9 đến câu 13, câu ghi nhớ Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 13 phần B. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 9 đến câu 13. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 9 đến câu 13. Kinh Thánh Tân Ước trang số 6. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ phần cuối cùng của bài cầu nguyện chung nhé. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Chúng ta đọc lại câu ghi nhớ đã được tô màu nhé. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Các em đã thuộc cái bài cầu nguyện chung chưa? À, chắc nhiều em đã thuộc rồi phải không? Em nào chưa thuộc thì chúng ta nhớ học thuộc bài cầu nguyện của Chúa dạy cho mình nhé, để mình có thể đọc mỗi ngày. Và nhất là sau khi mà mình hiệp chung cầu nguyện với gia đình mình nè, với ban thiếu nhi nè, với hội thánh, thì sau khi cầu nguyện chung với nhau rồi thì sẽ đọc cái bài cầu nguyện chung này. Cho nên chúng ta cần học thuộc bài cầu nguyện chung này nhé. Trong phần tìm hiểu, lời kết của bài cầu nguyện chung cho thấy điều gì thuộc về Chúa? Bây giờ chúng ta xem cái ô chữ này, chúng ta thấy được cái chữ gì không các em? Và cái chìa khóa đó là cá lội ngược dòng. Có nghĩa là thay vì mình đọc từ tay trái mình đọc qua bình thường, thì bây giờ mình đọc ngược trở lại, từ tay phải mình đọc qua. Là như vậy là chữ gì các em? Chữ gì? À, N, U, Ơ, G là chữ gì? N, U, Ơ, G là nước. Rồi W, U, W, U, I, E, N là quyền. Và chữ gì nữa các em? V, I, N, H là vinh. Chữ H, I, E, N là hiển. Như vậy, nước, quyền, vinh hiển thuộc về Chúa. Nước là nói đến cái vương quốc hay là đất nước. Ví dụ như chúng ta nói đến nước Việt Nam, thì ở đây nói đến nước thiên đàng hay là nước của Đức Chúa Trời, là nói về nước của Chúa, những người thuộc về Chúa. Quyền là nói đến quyền năng của Chúa. Quyền năng, Chúa là đấng quyền năng, Chúa làm được mọi sự. Rồi vinh hiển là gì? Vinh hiển là cái sự tôn trọng. Chúa đáng được tôn trọng, Chúa đáng được tôn thờ. Và Chúa là đấng vinh hiển, Chúa là đấng thánh khiết. Cho nên nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Chúa. Amen có nghĩa là đồng ý như vậy, hay là muốn thật hết lòng. Nhận biết, đây là lời tuyên bố quan trọng. Em ý thức rằng Chúa là đấng nắm quyền tể trị vương quốc là nước, sức mạnh là quyền, quyền năng, vinh quang có nghĩa là sự vinh hiển của Chúa cho đến đời đời. Đời đời là thời gian vô cùng, là không gian.
đời đời có nghĩa là ví dụ như mình nói là sống một đời người thì có thể là 70 tuổi, 80 tuổi, 100 tuổi, nhưng mà đời đời có nghĩa là cái thời gian không có kết thúc. Chúa thì không bao giờ chết, Chúa không có già, Chúa không có tuổi, Chúa là sống đời đời. Thì vương quốc của Chúa, nước thiên đàng của Chúa thì cũng là đời đời và vô cùng, có nghĩa là không có bị giới hạn, là không gian. Ví dụ như chúng ta nói ở trong nhà của mình, hoặc là ở ngoài sân, hoặc là ở trong nước Việt Nam, đó là cái không gian. Nhưng mà ở đây Chúa là vô cùng, có nghĩa là Chúa là ở khắp mọi nơi, Chúa không có bị giới hạn bởi không gian. Thực hành, em không đọc bài cầu nguyện chung cách máy móc hồi hộp. Em đọc chậm rãi và suy nghĩ đến ý nghĩa của bài cầu nguyện mà em đã học suốt những tuần qua. Ví dụ khi mình đọc bài cầu nguyện chung thì mình nhớ là mình suy nghĩ về nội dung, ý nghĩa của bài cầu nguyện, chứ mình đừng có đọc theo cái thuộc lòng của mình đọc giống như là đọc nhạc rap vậy đó, mình không hiểu ý nghĩa gì hết, hay là mình đọc theo thói quen là không được. Nhưng mà khi mình đọc thì mình suy nghĩ về những điều mình đã học được, ý nghĩa của bài cầu nguyện. Gợi ý cầu nguyện: cảm ơn Chúa dạy em nhiều điều qua bài cầu nguyện chung. Xin Chúa giúp em luôn yêu Chúa và dành thì giờ trò chuyện với Chúa mỗi ngày. Mình có thể ghi ra cái lời cầu nguyện y như gợi ý phía trên nhé các em. Con cảm tạ Chúa đã dạy con nhiều điều qua bài cầu nguyện chung. Xin Chúa giúp con luôn yêu Chúa và dành thì giờ trò chuyện là cầu nguyện với Chúa đó các em, với Chúa mỗi ngày. Các em viết xong chưa? Rồi, chúng ta cùng cầu nguyện nhé. Con cảm tạ Chúa đã dạy con nhiều điều qua bài cầu nguyện chung. Xin Chúa giúp con luôn yêu Chúa và dành thì giờ trò chuyện với Chúa mỗi ngày. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi, để chúng ta luôn cầu nguyện với Chúa, trò chuyện với Chúa mỗi ngày. Ở đây có một cái bức tranh là quyển Kinh Thánh và bàn tay của một thiếu nhi học lời Chúa xong rồi cầu nguyện. Xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo vào ngày mai nhé.